Đêm không ạ, và ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong lượt trận thứ hai của bảng C. Cuối đầu giữa cặp đôi chim sẻ đá U98 và cặp đôi Đổ Thái Anh Hào ở trong bảng C này. Mấy bạn đang xem đối với thủ chim sẻ đá và đấu được cầm ACDN của mình. Và đây là trận đấu đầu tiên trong lượt trận thứ hai bảng C. Hiện tại cặp đôi Đổ Thái Anh Hào đã đứng đầu bảng C sau khi giành chiến thắng trước cặp đôi Duy Quân và Văn Trường với tỷ số là 3-0. Và ta sẽ đến với cặp đấu lượt trận thứ hai. Và trong lượt trận thứ hai này thì chim sẻ đá U98 sẽ đối đầu với Đổ Thái Anh Hào. Và cặp đôi Yamato và Alonso sẽ đối đầu với Duy Quân Văn Trường. Đây là một máy game thủ chim sẻ và đấu được cầm AC, một nền đất bán sa mạc, rừng dừa gần nhà, gỗ đầu gần, voi hiệu đã có đầy đủ. Và quả đầu chỉ có 6 cây của thủ chim sẻ nhắm mà thôi. Đây là một máy game thủ U98 và đấu được cầm AC. Nhìn qua nhà U98 trận này có vẻ là ổn. Quả đầu thì dường như cũng chỉ có 6 cây và rừng thông thấy rồi. Những đồ ăn của thủ U98 thời đầu là chưa thấy gì cả. Và hy vọng là các bạn có thể comment trên chat cho mình biết là chất lượng âm thanh hình ảnh đã ổn hay chưa. Và hiện tại thì ở địa điểm thi đấu tại phòng bình luận mà mình đang ngồi bình luận đây đang có khoảng 10 bình luận viên. Đang ngồi bình luận nên là không thể tránh khỏi những tình huống mà bị lẫn tạp âm. Nên mong các bạn hết sức thông cảm và bỏ qua. Và tổ chức sắp xếp rồi các bình luận viên ngồi chung một phòng. Và nó soi thềm đầu với 98 là người chậm dần nhất khi cả ba game thủ còn lại 10 dân. Và 11 dân, 98 mới chỉ có 10 dân thôi. Mình vừa tăng tiếng game lên rồi thì không biết các bạn nghe rõ chưa ạ. Và anh em vẫn bảo tiếng game hơi bé, ok mình cho to tiếng game lên. Và một con voi gần nhà dành cho game thủ 98, một bán quả phụ. Sẻ đang gặp sư tử nhưng không thấy có tiếng ngựa. Nên chắc là sẻ thì không trên sân. Và đây con voi đầu tiên là game thủ 98 đưa về nhà chính cho mình rồi. Và một vòi đưa về gần 10.000 anh em đang theo dõi trên fanpage game thủ chim sẻ nhắng. Và đây là trận đấu đầu tiên ở lượt trận thứ hai bảng C. Cặp đôi Đổ Thái Anh Hào đang đứng đầu bảng C này sau khi giành chiến thắng trước hai game thủ đó chính là Duy Quân Văn Trường với tỷ số 3-0. Và đây là lượt trận đấu thứ hai. Và cảm ơn anh Tuyền Nguyễn, ok rồi Hải Lô, ok anh. Có vẻ như mọi thứ đều đang ổn, chúng ta hãy cùng tập trung để theo dõi những trận đấu giữa cặp đôi chim sẻ nhắng U98 và Đổ Thái Anh Hào thôi. Đổ Thái Anh Hào là hai game thủ đến từ Clan AVE 6699. Và cặp đôi này cũng đang có những chiến thắng khá là ghê ở trong lượt trận đầu. Và ở trong vòng bảng thì chúng ta sẽ thi đấu 22 AC và chạm 3 vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với nội dung 2v2 random. Ngày mai chúng ta sẽ đánh 4-4 và có lẽ ngày cuối cùng chúng ta sẽ đánh chung kết thôi. Và hiện tại thì ban tổ chức dường như vừa mới có những tình huống view máy của cặp đôi chim sẻ nắng U98 nên các bạn có thể thấy một chút có gợn giật xảy ra. Vì không phải chỉ có mình bình luận ban máy game thủ chim sẻ nắng U98 mà còn có kênh của ban tổ chức nữa. Cái này thì không thể tránh khỏi được. Và tôi cũng quay trở lại ban máy game thủ chim sẻ, các bạn có thể nhìn thấy. Trời ơi, ôi trời múa, ôi trời ơi múa. Ủa, 5 con voi ở đây luôn. Từ đấy mà câu được 4 voi thì kiểu gì cũng sẽ sách con thứ 5 về. Trận đấu đầu tiên là phải múa cho quý vị thả các bạn thấy. Thôi câu đôi voi tôi sẻ ơi. Vâng, câu 45 voi làm gì cho đau đầu, nó lấy hút cho nhất người lên bây giờ. Một bài đấu có 5 con voi và bãi quả phụ. Và bảy hiệu đầu dành cho game thủ chim sẻ nhắng. Rồi, như vậy là đôi voi được game thủ chim sẻ nhắng đưa về. Một tình huống câu 4 voi nhưng mà không thành công để cho game thủ chim sẻ. Ok. Và đây là bán quả phụ có 6 cây của thủ chim sẻ. Nhìn qua thế nhà của thủ chim sẻ trong trận đấu này thì các bạn có thể thấy đây là một thế bài không thực sự là mắc bình này cho em. Và một tình huống mà chim sẻ ủ mưu định câu 5 voi ngay trận đầu tiên để cống hiến cho quý khán giả nhưng mà lại không thành công. 26 dân với kiếp đời trong đầu 8. 26 dân chỉ đi dâng A của 98 cho chim sẻ. Một thế nhà chống chảy như này nên sẽ quyết định đi dâng A để có thể chơi với nhà đầu cánh. Cái thủ 98 và hai anh em sẽ kết hợp để chơi luôn. Và có lẽ cặp đôi chim sẻ nắng U98 sẽ tìm cái thủ Đổ Thái để bổ đầu tiên. Anh Du Seng kìa, anh 6699 Du Seng kìa, đang cặp cùng cái thủ Anh Hào. Và thêm một tình huống câu đôi voi nữa rất nuột đến chim sẻ. Trận đầu tiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay và đây có những tình huống câu voi cực kỳ là bất bình đến từ game thủ chim sẻ nắng, đội trưởng của Clan AVE GTV. Vâng, đây là nhà BB dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, có xe giỏ để tìm nhà đối thủ chưa dâng cao. Vâng, dường như đóng A đúng cánh mình thôi. Chúng ta cũng quay trở lại mặt máy game thủ 98 xem có tình hình như thế nào. Quả phụ hiệu đầu, một voi. Và thêm một bầy hiệu cộng đôi voi ở sát mép bản đồ này nữa để có thể khai thác. Nhưng đây là một thế nhà mà nhà game thủ 98 cũng không thực sự là mắc bình. Bài 27 dân đến từ U98 và sẽ là người lên đời sớm nhất bản đồ.
và đấu xích kích trong đầu 10 rồi, 14 x và lên đời cân với Đỗ Thành bên kia. Là Đỗ Thành cũng là một cái thủ em đời rất là tốt, 26 dân cộng 1 và kích đời ở 14 x nâng cấp sạt gỗ và thêm một siêu nhà bé nữa để khai thác rừng ở gần nhà bé đi rừng dành cho cái thủ chim sẻ nhắn. Vâng, cảm ơn chị Liễu Magikin đã gửi tặng cái thủ chim sẻ 100 sao và chị rất nhiều. Và hiện tại bạn nào đang ở thành phố Thái Bình thì các bạn có thể di chuyển về địa chỉ đó là 192 và đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, EA Sports Stadium, và các bạn có thể đến theo dõi trực tiếp giải đấu qua màn hình máy chiếu mà ban tổ chức đã bố trí ở địa điểm thi đấu. Và chúng ta sẽ đánh chạm ba mọi người, một lần nữa xin nhắc lại là chạm ba. Vâng, không quản quân cho mọi người vì 22 AC. Đây là những câu hỏi mà các bạn đang hỏi trên khung chat. Mình sẽ sửa lại một chút là thêm cái phần chạm ba vào bảng tỷ số để cho các bạn có thể theo dõi một cách thoải mái hơn. Rồi đây, mình sẽ chỉnh ngay đây. Ok. Và như vậy là thêm con voi thứ 6 thêm chiếc chuyển nhắn lên đời nâng cấp bánh xe và có thể xong trận. Và đây là con voi thứ 6 được sẻ con về. Ủa ôi, ôi em ơi, đi 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 thẳng về em ơi. Và đang hơi mít e nguyên thủ chim sẻ, một con voi này rất nguy hiểm. Nông dân chỉ còn một máu thôi, không ra ruộng một con voi này bắt buộc phải về thì lực nó mới khỏe được. Và cầu voi là cực kỳ nghệ dành cho cái thủ chim sẻ đéo, một con voi ở giữa bản đồ được em đưa về nhà chính của mình. Và dù nông dân còn một máu và năm nhà bè ở trong trận đéo này. Và các bạn đến địa điểm thi đấu thì sẽ không cần mua vé mọi người. Ồ, sao giỏi như thế nào bây giờ? Và như em phải đợi 24-25 thì em về nhà em livestream thì em mới ủng hộ được. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, 31-32 gần xây thêm mẹ. Và hãy cùng xem chim sẻ đéo sẽ đối đầu. Vâng, sẽ đối đầu với cái thủ Đỗ Thành cùng gánh của mình luôn. Đỗ Thành không dơ ngà và đang ra dần. Một bài 5-2 cái thủ chim sẻ đéo đóng cao để công thẳng trực tiếp vào nhà cái thủ Đỗ Thành ở trong trận đấu này. Vâng, tôi đầu tiên đã có và đây là nhà BA của game thủ Đỗ Thành. Tôi chưa thấy này có cung R và bây giờ mới có một dân Đỗ Thành nằm xuống. Vâng, đang đấu cung R đối phương, hai dân của đối phương, ba dân cộng chưa được có nông dân thứ ba. Và một bài Đỗ Thành đánh 4A thôi. Đỗ Thành đánh 4A lên đời cân với thủ chim sẻ. Và một cung R rồi của Đỗ Thành cũng đã phải nằm xuống rồi. Ăn được hai dân và một cung R đối phương. Timeline sẻ đang ở số là 4X. Một bài đang ăn hoài những con voi tại nhà chính cho mình để có thể xong quân. Hơn thì Idol đã ra nhưng bây giờ sẻ nó có nhiều quân hơn. Và Đỗ Thành vác sân ra để quận. Nhưng mà nói chung là những tình huống như thế này thì mình nghĩ sẻ không bao giờ biết xoắn cả. Và tiếp tục chơi với nông dân của game thủ Đỗ Thành. U98 chúng ta sẽ xem sau game sẽ đối đầu với thủ Anh Hào ở cái bên kia. Trong khi đó Đỗ Thành đang cảm thấy rất khó thở khi đối đầu với game thủ chim sẻ. Và người đây là mạnh danh người điểm rồi hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Tham lại đang là 46-48. Và OPA đối phương với công tân tàn đến từ game thủ Anh Hào và nhà chuyên thủ chim sẻ nhàng. Và 98 cần phải làm gì trong thời gian này thôi. Một tân tạt đến từ cái thủ Anh Hà và nhà cái thủ chim sẻ và em quyết định đi ăn hoa trên bảy hiệu nữa luôn. Đánh bay trội chính của Đỗ Thành. Và tham lại đằng số là 47-48 cho cái thủ chim sẻ. Và cảm ơn anh Đức Nam đã gửi tặng cái thủ chim sẻ 100 sao. Và đây là cái thủ 98. Thời điểm mà cái thủ Anh Hà tạt sang nhà chim sẻ nhắn là thời điểm mà cái thủ 98 cần phải lấy được nhà của cái thủ Anh Hà ngay. Và cũng có quân tạt sang mặt trận bên này. 98 đến nhà BA đối phương rồi. Và tân quân kia đến nhà BA đối phương mà cần phải chú ý bắn. Bơm đồ rồi để cho cái thủ chim sẻ nhắn có thể ra quân. Và một bài anh Hào đi dâng à. Anh Hào là người đi dâng à. Và đây là một cái thủ chim sẻ. Tham lại được số là 47. Và đánh chắc nhà đóng A cao và đóng 7 bắt quân của Đỗ Thành cũng như là game thủ anh Hào. Anh Hào sẽ bị cái thủ chim sẻ quản và trận này thì cũng chỉ đáng sẽ là người được to nhất map. Chỉ đáng sẽ người được ra to nhất map ở trong trận đấu này thôi. Và tỷ số là một con trong lượt trận đầu tiên. À xin lỗi, lượt trận thứ 2 bảng của B. Dành cho cặp đôi đến từ team GTV. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tay trong giải đấu AFC Thái Bình Open lần thứ 7 dành cho cặp đôi của chim sẻ đéo mông chỉ đám. Hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. 1-0 rất đơn giản. Một thời một trận đấu mà cái thủ chim sẻ nắng ép 26 dân bài 6 voi quả phụ hiệu đầu. Và tuần biểu diễn câu 5 voi thì không thành công nhưng nói chung chúng ta vẫn còn chiến thắng. Và bây giờ chúng ta cùng nghỉ ngơi để chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Các bạn đã cảm thấy ok chưa? Anh em cảm thấy sôi động chưa?